Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gòn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Tại bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì là thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa. Thật là phúc khi những đầy tớ vẫn tỉnh thức khi chủ về. Công đoàn phục vụ thân mến, chúng ta vừa mới nghe qua bài đọc, chúng ta thấy tội lỗi đã làm chết con người, nhưng ân sủng thì lại cứu con người. Và cũng chỉ một lời xin vâng, ơn cứu độ đã đến trần gian. Mẹ Maria đã phó thác, đã tin tưởng, xin vâng, để rồi con đấng cứu thế đã đến trần gian để thực hiện công trình cứu độ. Và cũng tiếp tục cái lời xin vâng đó, Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết trên thập giá, gánh lấy tội nhân loại để giải thoát con người, để tiêu diệt sự chết, để đưa con người trở lại cái sự sống viên mãn. Và chính vì vậy chúng ta hiểu được rằng việc Chúa đến chúng ta không thể biết được, cũng như chính Chúa Giêsu đã đến trần gian mà rất nhiều người vẫn chưa nhận ra, chưa biết Chúa và chưa bước đi theo Chúa. Vì vậy những người đã bước theo Chúa thì hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa lại tiếp tục đến với chúng ta nữa. Và cái ngày giờ Chúa đến không ai biết trước được. Chúng ta cũng thấy rất nhiều cái biến cố, sự kiện xảy ra trong cuộc sống xã hội, một sự bất ngờ đến với mỗi con người mà không thể biết được. Đôi khi chúng ta đang đi đường, có những lúc đi qua những vườn cây, nhất là qua những vườn cây có những cái trái cao, vô tình gió cây rớt xuống, rớt ngay giữa đầu, chúng ta cũng không thể kịp trở tay. Hoặc chúng ta đang đi đường, vô tình một người khác đã va chạm và ta té ra đường, xe đi ngang qua ta cũng tiêu. Rồi có rất nhiều thứ chúng ta không thể biết trước được cái chết của mỗi người chúng ta. Vì vậy Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức là luôn luôn chúng ta hãy chuẩn bị cái tâm hồn để sẵn sàng Chúa đến, để Chúa có thể ngự vào nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta, để Chúa tiếp tục sống và nâng đỡ mỗi người chúng ta. Đừng để đến khi sự việc nó đến chúng ta không kịp trở tay, hoặc có những cái không kịp biết được nó đến vào giờ nào, vào lúc nào. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng, lúc nào cũng chuẩn bị đèn sáng trong tay, chuẩn bị cái lòng tin của mỗi người chúng ta, chuẩn bị nhân chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đừng như những con người khờ dại, mang đèn không mang dầu. Hoặc đừng như những con người đi đường mà lại quên mang tiền bạc để sử dụng. Đó là những cái mà chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng chuẩn bị chu đáo, để rồi khi chính Chúa đến chúng ta sẵn sàng ra nghênh đón Chúa. Chúa không đến như chúng ta biết được, Chúa đến chúng ta không thể biết trước. Và chính vì thế chúng ta luôn luôn phải hiểu được rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta được sinh ra
Nếu ai luôn nghĩ đến cái chết thì họ luôn chuẩn bị tâm hồn. Để rồi chính cái giờ chết đến với mỗi người chúng ta, họ sẽ biết được và họ đã chuẩn bị. Cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng John Paul II, khi Ngài ở đương vị Giáo Hoàng, ngoài công việc, Ngài về phòng riêng. Trong phòng Ngài luôn có để một cây thánh giá cũng như một cái tiểu quan tài, để Ngài luôn nghĩ đến sự chết, luôn suy nghĩ về cái chết, để rồi từ đó Ngài phải biết sống như thế nào để khi chết bước vào cái quan tài, mình đã sẵn sàng để Chúa đón mình. Và chính vì vậy chúng ta hiểu được cuộc đời của Ngài phục vụ giáo hội là một con người truyền giáo nhiệt thành. Trong suốt hơn 26 năm giáo hoàng, tính thời gian của Ngài đi cộng lại, chúng ta hiểu được rằng được hơn gần 2 năm trời thời gian. Và hiểu được rằng mỗi năm có khi Ngài đi không phải một nước mà rất nhiều nước. Ngài đi liên tục. Và nhiều người hỏi sức khỏe Ngài có không mà Ngài lại được đi như vậy. Thì chính Giáo Hoàng đã trả lời: tôi cứ đi và tôi làm việc, tôi không nghĩ đến sự mệt mỏi, và rồi công việc sẽ lôi kéo để tôi đi qua, tôi không cảm giác thấy mệt mỏi. Đó là cái điều mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã thực hiện. Và chính vì vậy giáo hội đã tuyên phong Ngài trở nên hiện thánh để nhắc nhớ, để là tấm gương sáng cho mỗi người chúng ta. Vì thế trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng hãy chuẩn bị tỉnh thức và sẵn sàng, để rồi lúc nào chúng ta cũng chờ đợi Chúa đến một cách bất ngờ, để chúng ta đón rước Chúa, và đồng thời chúng ta cũng đồng hành với Chúa trên quãng đường chúng ta đi về với Thiên Chúa. Xin cho tất cả mọi người luôn được ơn của Thánh Thần ban xuống, để rồi chúng ta hiểu được rằng có Chúa là có tất cả, có Chúa là chúng ta làm được tất cả, và có Chúa là chúng ta đem lại bình an, đem lại niềm vui và hạnh phúc. Và đồng thời có Chúa cũng ta cũng đem Chúa đến cho những con người khác, để họ có được niềm vui, bình an và hạnh phúc. Amen.